Truyền thông Ba Lan đưa tin rằng cảnh sát đã xuất hiện trước Đại sứ quán Nga ở Warsaw vào buổi sáng ngày 29 tháng 4 và chính quyền Ba Lan đã cho các nhân viên của trường đến 19 giờ cùng ngày để rời khỏi trường. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, theo quan điểm của Ba Lan, đã được tòa xác nhận tài sản này thuộc về nhà nước Ba Lan và Nga đang nắm giữ một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo đại sứ Nga tại Warsaw, Sergei Andreev, Chính quyền Ba Lan không có quyền thu giữ tòa nhà này vì đây là tòa nhà ngoại giao. Các nhà ngoại giao Nga mô tả động thái của chính quyền Ba Lan là vi phạm trắng trợn công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao và cho biết sẽ có phản ứng gay gắt. Trong một tuyên bố, đại sứ Nga ở Warsaw đã gọi bước đi của Ba Lan đã vượt ra ngoài khuôn khổ các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia và sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt và hậu quả đối với chính quyền Ba Lan và lợi ích của Ba Lan ở Nga quan hệ nga ba lan đã trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine bùng phát và ba lan là một trong những thành viên tích cực của eu và nato lên án các hành động của nga đỉnh điểm là việc ba lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao nga với cáo buộc nghi ngờ làm việc cho cơ quan mật vụ nga thủ tướng ba lan cũng vừa cho biết Hàng rào dây thép gai dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga sẽ được củng cố trở lại để ngăn chặn dòng người di cư vào biên giới nước này. Đại sứ Nga tại Ba Lan Andreev nói rằng việc Ba Lan tịch thu trường học trên vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao, ông tuyên bố Nga sẽ gửi công hàm phản đối và cân nhắc khả năng trả đũa.